Mình đang học quy sơn cảnh sách. Học quy sơn cảnh sách mà tới cái phần quỷ vô thường, niệm niệm chẳng dừng, mạng chẳng kéo dài, thời chẳng thế đợi, thời chẳng thể đợi, trời người ba cõi vẫn chưa thoát khỏi, thọ thân như thế số kiếp không cùng. Cái này mình học rồi, cho nên bây giờ mình chỉ nói lại cái phần chính thôi ha. Với lại mình phải tu như thế nào. Vô thường quý vị biết chưa? Ai không biết chuyện này phải không? Hồi đó mình rất là đẹp, còn trẻ, 20 năm về trước, 50 năm về trước, em mới 20 tuổi à. Phải không? Mới 20 tuổi đi vào đời thì rất là dễ thương. Nhưng mà bây giờ thì sao? Đầu bạc, răng long, da nhăn, má hớp, lưng còng, gối mỏi. Đúng chưa? À, vô thường ai cũng biết hết. Cái đó là mình biết bên ngoài. Còn quý vị có thấy được cái vô thường bên trong mình không? Hồi nhỏ nghĩ khác, lớn nghĩ khác, đúng không? Rồi hồi chưa học Phật, nghĩ khác, tính khác, làm khác, học Phật rồi, thay đổi. Tư duy khác, làm khác, đúng không? Rồi, còn một tầng sau nữa, ai thấy được? Mình học trên chữ nghĩa không à? Mà cái pháp tu của mình, cái chỉ tiêu tu của mình là gì? Phản, quan, tự kỷ, bổn phận sự. Câu đó là câu chánh. Bất cứ cái gì, bất cứ thời điểm nào, bất cứ trường hợp nào, mình cũng phải xoay về với chính mình. Tại vì nó là bổn phận sự mà, chỗ tu của mình mà. Vì vậy còn một cái điều chót, một cái ý vô thường chót nữa là gì? Ai nhận được? Quay về nhận coi. Cái tâm mình vô thường, từ nhỏ tới lớn vô thường rồi. Bây giờ ngay tại đây thấy nó vô thường không? Không. Một cái sự rõ biết thôi, phải không? Nó không có vô thường. Nhưng mà nếu như có ai nói quý vị một cái điều gì đó rất là xúc não, mình nhìn lại tâm mình coi, mình coi coi nó còn bình tĩnh rõ biết không, lúc đó mình mới thấy vô thường. Đúng chưa? Quý vị thấy tới chỗ này không? À, quý vị là những người học Phật lâu rồi, kể cả chư ni, mình phải thấy tới đây. Vì cái câu của tông môn chúng ta là phản quan tự kỷ, phải quay trở về với chính mình. Mà hãy quay trở về với chính mình thì mình phải thấy từ cạn tới sâu. Còn nếu như mình chỉ thấy bây giờ mình đâu có gì đâu, đang ngồi đây bình tĩnh, như vậy là cái thấy rất là cạn cợt, rất là hời hợt. Bây giờ thì không có chuyện gì, cho nên mình rất là bình tĩnh, mình nghe rõ ràng, thấy rõ ràng đó. Nhưng mà lỡ mà đi ra, hoặc là có một cái sự kiện gì nó tới với mình, mình nhìn, nếu như tâm mình vẫn bình thản mà thấy sự kiện, thì đó là mình ở trong tâm chân thật của mình. Còn hễ mà mình chao đảo thì đúng là vô thường. Quý vị thấy tới chỗ này không? Nha, mình tu mình phải nhìn cho sâu, mình phải thấy cho sâu. Chứ còn tu mà chỉ thấy trên chữ nghĩa, vô thường ai không biết. Hôm đó mình 20 tuổi, bây giờ mình 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi rồi. Ai không biết vô thường, nói chi nói hoài vậy? Hả? Nếu mà như vậy thì cần chi phải học, đúng không? À, cho nên khi chúng ta học thì phải có sự tu. Và khi có sự tu rồi, tức là chúng ta trải nghiệm rồi, thì cái thấy chúng ta nó khác hơn, nó sâu sắc hơn. Niệm niệm chẳng dừng, mình biết rồi. Cái chuyện này mình ngồi thiền biết rõ. Nãy quý vị ngồi thiền có thấy niệm niệm chẳng dừng không? Có không? Rồi làm gì với nó? Đi theo.
đi theo cho vui, chứ biểu nó dần dần không được, phải không? Nếu mà như vậy á, là mình phải học lại cái cách tu của mình. Niệm thì nó chẳng dừng rồi đó, nhưng bây giờ làm sao cho nó dừng? Dạ, mô Phật Thư Sư, thì theo cái hiểu của con á, là làm sao để cho niệm dừng. Thì khi mà mình biết mình khởi niệm đó, là ngay ngay đó là nó đã dừng niệm rồi. Là giống như tông chỉ của sông vậy, là biết niệm, biết vọng không theo. Thì ngay cái biết đó, mình đang biết mình khởi niệm, là mình đã sáng rõ, là mình dừng lại ngay đó, là mình không chạy theo những cái vọng niệm đó. Theo con nghĩ là vậy. Bởi con nghĩ cho nên nó chưa có chính xác. Như vậy là cái học chưa thấy kỹ. Sư ông dạy biết vọng không theo, đúng không? Quý vị có chấp nhận điều này không? Sư ông dạy biết vọng không theo. Biết vọng là chủ, không theo quyết định dừng. Ha, nhưng mà cái đó là do mình còn dở, mình mới quyết định dừng. Còn nếu như giỏi một chút, biết vọng thì nó liền dừng. Không biết thì nó lôi mình đi. Còn hãy biết đi rồi. Nãy giờ quý vị ngồi đây có đi không? Có ai đi không? Đi cái mình biết là nó trở lại liền, đúng không? Đó, thành ra mình học phải thực tập. Chứ còn học hoài, chữ hoài, thuộc hết trơn rồi, nói làm chi nó hoài. Nghe riết chán. Nhưng mà thực tập hoài không được. Ha, cho nên trước nhất là phải thuộc bài. Trong cái câu biết vọng không theo, nó có hai vế. Vế thứ nhất là biết vọng. Khi mình biết vọng, tức là mình trở lại làm chủ rồi. Còn hồi nãy nó dẫn mình đi, mình không hề biết. Vui buồn với cái cảnh ở trong mộng đó, mình không hề biết. Mà hãy biết đi rồi, tức là trở lại làm chủ rồi đó. Nếu còn dở thì quyết định không theo. Còn nếu như giỏi một chút, đã trở lại làm chủ rồi thì đâu có cần quyết định nữa. Thì ngay trở lại ngay tại đây và bây giờ. Làm sao? Đang nghe, đang thấy, nhận rõ ràng, nhận biết rõ ràng. Chính cái tâm rõ ràng nhận biết đó là tâm thiền của mình. Thấy chưa? À, như vậy thì tâm thiền này có đợi tới giờ ngồi thiền mới có không? Bất cứ lúc nào nhớ liền trở lại với tâm thiền. Được không? Rồi. Mà chính khi chúng ta sống với sự tỉnh giác này thì niệm không có cửa chen vào. Dù cho các em làm việc, dù cho các em ứng xử tức là ra tiếp khách, hoặc là làm công chuyện gì đó ở trong chùa, với cái tâm tỉnh giác thì vẫn là công việc đó thấy rất là rõ ràng, làm rất là chu toàn, không có vụt chạc, không có quên trước quên sau. Mà khi nào chúng ta quên trước quên sau, khi nào chúng ta để cái gì đó mà nó rớt cái xoắn thì biết cái giây phút đó mình mất chánh niệm. Có không? Qua rồi, nó lẹ cấp kỳ. Chỉ một sát na mất chánh niệm thôi là rớt cái xoắn liền, giật mình. Nếu ngay chỗ giật mình đó, mình thấy lại cái năng lực rõ biết của mình thì xong. Còn chưa thì sao? Tiếp tục dụng công nữa. Mà phải không? Phải dụng công tới bây giờ mấy chục năm rồi không? Quý vị học Phật lâu rồi. Mà có học chỗ này chưa? Có chưa? Từ lúc lập đạo tràng tới bây giờ. Nếu cô biết quý vị chưa học, cô sẽ dạy lại từ đầu. Chỉ từ cái chỗ bắt đầu.
Còn quý vị không trả lời gì hết, để cứ cô cứ nói thì cứ nói hoài, nó không tác động tới đâu hết, tại vì nó không có trúng bệnh. Cô không có thần thông, không biết bệnh của quý vị, cho nên hỏi phải không thì làm ơn nói giùm. Chứ không nói là cô không có biết, thực sự là cô chưa có thần thông. Giả như có Đức Phật thì Đức Phật sẽ biết. Vì sao? Vì Đức Phật có thần thông. Cho nên những cái pháp hội của Đức Phật, Ngài nói ra một cái là trúng bệnh của mọi người hết trơn, và người ta chứng đạo, đúng không? Còn bây giờ quý thầy quý cô không ai có thần thông hết, cho nên có hỏi gì thì quý Phật tử phải trả lời giùm, hoặc là quý Phật tử không hiểu thì hỏi, rồi quý thầy quý cô sẽ nói rõ thêm để cho hiểu, đặng mà mình mới biết đường mình tu. Nếu như chúng ta cứ để cho niệm niệm nó lôi mình đi hoài không dừng được, thì trời người ba cõi vẫn chưa thoát khỏi. Nghĩa là ngay bây giờ, không đợi tới chết mới đi ra, đi vào ba cõi, mà ngay bây giờ. Ba cõi này là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ngay bây giờ, nếu chúng ta khởi niệm tham, hoặc là niệm tham nó lôi chúng ta đi, phải làm sao? Kỳ này cái vụ mùa này trúng quá, mà mình đất mình trúng không, mà mấy đất khác không trúng, mình phải tăng giá lên, mình phải cất ém đi để qua mùa mình bán hay gì gì đó. Đây là dục nó lôi, tham nó lôi, thì mình đang ở cõi nào? Dục giới. Rồi tới hồi đem ra bán, cái cùng người ta cũng lôi ra, người ta bán, cái cạnh tranh với nhau, sân nổi lên thì cõi sân là cõi gì? Sắc. Sân cái mặt đỏ không? Đỏ. Tay chân thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Thành ra thấy rõ ràng đây là sắc giới. Còn nếu như bán được, phê quá, nín thinh, không khoe, vô sắc giới. Thành ra mình đi ở trong tam giới hoài, không có đợi chết mới đi những cái cõi đó, mà ngay bây giờ niệm, những cái niệm đó nó dẫn chúng ta đi trong tam giới. Có không? Có. Rồi, khi nó dẫn chúng ta đi trong tam giới như vậy rồi, thì nó có một cái hạt giống. Hạt giống tham, hạt giống sân, hạt giống si. Và cứ thế cuộc đời của chúng ta, niệm nó dẫn đi trong ba cái cõi đó hoài, thì nó tưới cái hạt giống nó càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Rồi hết cái đời này, tiếp tục trở lại tái sanh trong ba cái cõi tương ưng. Quý vị thấy chỗ này chưa? Đó, bắt đầu từ bây giờ, từ đời này, không đợi tới đời nào hết. Cho nên anh nói là trời người ba cõi vẫn chưa thoát khỏi. Thọ thân như thế, số kiếp không cùng. Nghĩa là bao giờ mình chưa dừng được niệm thì mình cứ trôi lăn trong sanh tử luân hồi, ngay lúc sống cho đến khi thay đổi cuộc đời, hoài 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 như vậy. Mà từ hồi Đức Phật ra đời đến bây giờ bao nhiêu năm rồi? 26 thế kỷ, tức là 2600 năm. Mình trôi vòng 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 ở trong đó, tới bây giờ vẫn chưa ra được, đúng không? Mà hỏi làm sao dừng niệm, chưa biết luôn. Trong khi đó mình học rồi. Như vậy là mình học mà không nhớ, không nhớ do không thực hành. Còn nếu quý vị thực hành thì quý vị sẽ có kinh nghiệm. Mà hãy có kinh nghiệm rồi thì nó là của mình, khỏi nói nhớ, không nhớ gì hết trơn á. Đúng chưa? Bây giờ quý vị làm chuyện gì, hồi đó đến bây giờ, bỏ quý vị vô công việc đó, quý vị biết, tự biết làm không? Đâu cần phải nhớ, không nhớ gì. Chuyện đó nó làm như là nó automatic, mình biết sẵn rồi vậy đó. Đó là của mình rồi. Thì bây giờ mình tập một cái khác của mình là sự tỉnh giác. Biết tâm tham nổi lên, thôi
Buôn bán thì phải có lời, làm ăn thì phải có lời, nhưng mà cái lời nó vừa chừng thôi, để cho người tiêu dùng có thể sống được, chứ đừng có lợi dụng mà mình cắt cổ người ta. Cắt cổ người ta thì người ta cũng đưa cổ ra cho cắt, tại vì người ta cần. Nhưng mà rồi mình tạo cái nghiệp gì? Nghiệp bất thiện. Và chính cái nghiệp bất thiện đó, nó sẽ làm hại mình, chứ không ai hết đó. Nó sẽ cho một cái quả bất thiện. Vì sao? Vì quý vị nhìn kỹ mà coi, tất cả những thứ ở trong vũ trụ nha, chứ không nói riêng về cuộc đời, trong cái vũ trụ này nó vận hành theo nhân và duyên. Do cái duyên như vậy cho nên nó sinh ra như vậy. Do trời nắng nóng cho nên băng Bắc Cực tan. Băng Bắc Cực tan, nước chảy từ cao xuống thấp, làm cho lục lội. Lục lội thì mất mùa màng. Mất mùa màng thì dân đói khổ, bệnh tật. Nó kéo theo như vậy đó. Nhân đó, duyên đó, có phải là nhân và quả không? Thành ra tất cả mọi thứ ở trong vũ trụ này nó vận hành theo cái luật là luật nhân quả. Không có ai cả cầm cán cân hết trơn. Cho nên mình đừng có bao giờ làm sai luật nhân quả, thì chúng ta không gặp cái quả xấu. Chỉ có vậy thôi. Dễ sống không? Dễ. Dễ đó, dễ hiểu đó. Nhưng mà sao? Rất là khó sống. Vì sao? Vì mọi người đều làm theo cái bản ngã, muốn gom cho nhiều, muốn hốt cho nhiều. Nhưng mà nếu mà mình sống theo luật nhân quả thì mình thiệt thòi, đúng không? Đó, chấp nhận thiệt thòi thì nhiều đời về sau mình sẽ thoát khỏi cái nhân quả xấu. Còn nếu mình cảm thấy thiệt thòi thua người khác thì người ta đi xuống, mình cũng đi xuống theo. Chờ 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 tôi đi với, đường đi xuống địa ngục cho tôi đi theo với. Còn đường lên thiên đàng thì để trống nó đi. Đường lên cõi thanh tịnh thì để trống nó đi. Ai đi đi đi, chứ tôi không đi. Đó, mình đó. Mình sống trong cuộc đời nó như vậy đó. Bởi vậy rất là cần thiết để nói cho giới trẻ biết vũ trụ vận hành theo một cái luật nhân quả. Mặc dầu giới trẻ học toán, có phải 2 cộng 2 là 4 không? Nhân nào thì quả nấy, 2 cộng 2 là 4, không thể ra 5. Và nếu như học vật lý, nghĩa là trong tất cả các môn học của chúng ta đều ngầm có luật nhân quả trong đó, mà mình không có khai triển ra cho biết thôi. Thành ra cái luật nhân quả này không phải do Đức Phật đặt ra, mà Đức Phật thấy được vũ trụ nó vận hành như thế, chứ không phải Đức Phật đặt ra. Cho nên đừng có, khỏi có lo cái chuyện mà mình đi làm cho nhiều rồi mình mua vịt, mua heo, mua gì đó đi cúng thần để được cái này cái kia. Thần không có can thiệp vô cái luật nhân quả được đâu. Tại vì nó vận hành theo những cái làn sóng mà mình đã phát ra, sóng tâm thức mà mình phát ra. Trừ khi nào mình thay đổi cái làn sóng đó thì nó sẽ vận hành, cái đường vận hành nó thay đổi. Phật giáo rất là khoa học. Rất là khoa học. Những người trẻ mà còn đi học là biết điều này rất rõ. Nếu nói thì các vị sẽ hiểu liền. Quý vị có hỏi gì không? Tới đây có hỏi gì không? Có thắc mắc gì không? Ý, chuyện này là chuyện xưa, quý vị học lâu rồi đúng không? Bây giờ chỉ nghe lại thôi. Bởi vậy cho nên mà tôi thì tôi dạy tới đâu là chỉ mình trở về tu chỗ đó, nhận ra chỗ đó, chứ không có nói trên chữ nghĩa không. Để chi? Mình tu thì mình có một cái câu, gọi là cái câu đó là yếu chỉ hay là chỉ tiêu để mà mình tu. Câu đó là cái câu chính của mình là
phản quan tự kỷ, bổn phận sự. Mà câu này là của Thiền Tông nói. Còn nếu như quý vị mà nhìn ở các, đọc ở các cái sách khác, ví dụ như nói là quay đầu là bờ, có nghe không? Đó, tông phái khác người ta dùng chữ khác, nghĩa là tất cả các tông phái của Phật giáo đều phải trở về với bản tâm của mình mà sửa nó nếu sai, nhận ra nó vì nó đang có mặt ở đây. Tại sao nhận ra nó để chi? Vì tâm, có nghe nói tâm là Phật, Phật tại tâm không? Đó đó. Tâm này không phải là tâm tính toán hơn thua. Tâm tính toán hơn thua là của cái bản ngã. Do nó chấp cái thân này là tôi, cho nên tôi muốn phải đối với tôi cho tốt, tôi muốn phải gom cho nhiều, tôi muốn phải có danh, tôi muốn phải được yêu thương, đủ thứ hết á. Tôi, đúng không? Còn nếu như không có cái niệm tôi thì ăn đầy cái bụng được rồi. Cái người kia ăn món gì không có dòm tới. Giả dụ như bây giờ quý vị lớn tuổi đi, mấy đứa nhỏ nó uống trà sữa mấy chục ngàn một ly, mình uống nước trà đá có 2.000 một ly à. Mình thấy mình thiệt thòi hơn nó, nhưng mà cho mình uống trà sữa, mình uống nổi không? Thấy không? Thành ra với sự tu cũng vậy á. Nó mà có nói gì, nó có làm gì, chuyện đó của nó. Mình phải giữ cái tâm thanh tịnh của mình, cái tâm tỉnh sáng của mình. Để chi? Để đi trong sự an lành. Còn mà đi theo sân si với mấy đứa con, phiền não với tụi nó để làm gì? Nó lớn hết rồi. Mình đã dạy cho nó biết thế nào là đạo đức, thế nào là nhân quả, thế nào là nghiệp tốt, thế nào là nghiệp xấu. Tức là mình đã cho nó đôi giày để nó đi ở trong gai rồi, thì nó cứ đi. Mình không có cần phải lo nữa, giữ tâm thanh tịnh để làm chi? Đi cho an ổn. Biết ngày nào mình đi, lớn tuổi rồi, phải không? Còn mấy người nhỏ thì biết để làm chi? Tương lai của mình như thế nào là do mình quyết định ngay tại đây và bây giờ. Đừng có nói đời còn dài, phải tích lũy thiện nghiệp, phải tích lũy sự tỉnh giác. Bởi vì sao? Vì 2.000 mình tính từ hồi Đức Phật ra đời thôi, tới bây giờ thôi nha, không có tính trước nữa. 2.600 năm rồi, mình chưa hề biết tỉnh giác là cái gì. Cho nên bây giờ mình học mà nhớ nhớ quên quên. Còn nếu như đã biết rồi thì mình thấy có những vị thiền sư nhỏ tuổi mà đã biết việc trong tông môn, đúng không? Như vậy là những người đó có tu rồi, bây giờ tái lai. Còn chúng ta không có tu, cho nên học hoài hồi đó tới giờ mà chưa hề biết, chưa hề nếm nó được coi tỉnh giác là cái gì. Đó, biết như vậy để thấy là mình chưa có tu nhiều, phải cố gắng. Bỏ những cái chuyện gì không cần đi, đừng có tham gia theo, để giữ tâm thanh tịnh rồi mới có thể nhận được. Chứ còn thực ra bản tâm có sẵn ngay đây. Những người nào người ta đã từng tu rồi, nói một cái là ta nhận liền. Mình đang biết, đang rõ ràng đây. Nói đó chứ đây. Mà khi nhận ra không còn thấy là mình là cái gì, chỉ là một sự rõ biết thôi. Đó, còn hãy bao giờ nói đó có con đang rõ biết, tức là của cái bản ngã mà biết, chứ chưa thật sự nhận ra. Biết ở trên sự hiểu thôi, cái bản ngã nó hiểu thôi chứ chưa có nhận ra. Mà chưa nhận ra thì rồi sẽ quên và sẽ tiếp tục tham sân si, tức là quên đó. Và phải tỉnh giác, phải sống được với bản tâm mới nối thạnh dòng thánh, khiếp đảm quân ma, đền đáp cả bốn ân, cứu vớt ba cõi. Nếu nói tới đây là nói chuyện của
chư ni, tức là người tu. Còn quý vị cư sĩ thì đang tập sự. Nha, đang tập sự, học. Học tập sự để chi? Để rồi từ từ, nếu đủ khả năng cũng sẽ vào dòng thánh. Bởi vì cái chuyện mà nhận ra không kể là xuất gia hay tại gia, người tại gia vẫn có thể nhận ra được. Bằng chứng là trong thiền sử vẫn có những người tại gia. Như ai? À, ở bên Trung Hoa thì có gia đình ông Bằng Long Quẩn ha. Còn ở Việt Nam thì ai? Tể Trung Thượng Sĩ và mấy vua Trần của mình, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, đó là những người không có xuất gia mà vẫn ngộ đạo, cho đến Trần Nhân Tông xuất gia. Vì vậy mà Trần Nhân Tông mới làm sơ tổ. Còn hai vị trước là ông nội với cha đó, là người cư sĩ mà vẫn ngộ đạo, chứ không phải là cư sĩ rồi không ngộ đạo. Mà cư sĩ mà làm vua đó là công việc còn nhiều hơn mình nữa, đúng không? Mình cai quản một cái sự nghiệp có chút chí à, một phần ở trong quốc gia thôi. Còn người làm vua là cai quản cả một quốc gia, đối nội, đối ngoại, quân thù. Vậy mà vẫn tu được. Thì mình phải thấy chuyện này mình không làm được là mình dở. Cố gắng ha, biết dở phải cố gắng. Chứ không phải nói thôi, con dở lắm thôi, con không tu. Đừng có nói vậy nha. Rồi. À, nếu chẳng như thế là lạm xen vào hàng tăng, nói năng hành động rỗng tuếch, luống tiêu của tính thí. Thì đây là nói về người xuất gia nè. Người xuất gia mà không có thực hành được thì chỉ là nói năng rỗng tuếch thôi, uổng công tính thí cúng dường cho mình, uổng tiền bạc mà tính thí cúng dường cho mình. Chỗ sống năm xưa chẳng dời tất bước, lờ mờ một đời lấy gì nương tựa. Chỗ sống năm xưa là chỗ nào quý vị? Là cái năng lực sống của mình đó, có từ hồi mà tinh trùng gặp trứng, có phải không? Tinh trùng gặp trứng mà có thần thức gá vào, đậu thai là có sự sống chưa? Có sự sống rồi. Bây giờ người ta cho thụ tinh trong ống nghiệm là thấy chuyện này rất rõ ha. Người ta lấy trứng để vô ống nghiệm rồi cho tinh trùng vào, cho nó thụ tinh, cho nó thụ tinh rồi người ta mới thấy được tim thai, tức là biết cái trứng đó đã có sự sống rồi. Rồi từ cái tim thai đó người ta quan sát, tức là người ta dùng kính hiển vi người ta coi nữa để người ta thấy các cái nhiễm thể của nó, coi là nam hay nữ, biết được luôn. Thì mình thấy là bắt đầu từ đó là đã có sự sống rồi đó. Hãy có tim thai, tức là có sự sống. Cho đến bây giờ, sự sống vẫn còn duy trì đây, không có rời mình tất bước. Mà mình có biết mình đang sống không? Không, làm đủ thứ chuyện hết á, mà đâu có biết là mình đang sống. Tại sao? Thứ nhất là khi mình làm theo quán tính. Thứ hai là khi không làm, ăn không thưởng thức được món ăn. Đại khái là bỏ vô miệng, biết cái này nó vừa ăn, ngon thôi, chứ không có thưởng thức được nó ngon như thế nào. Mà khi quý vị không thưởng thức được nó ngon như thế nào, tức là quý vị ăn như cái máy, không có sự sống. Ai mà sống thực sự thì mình thấy cuộc đời này mình rất là có phước và rất là hạnh phúc. Mắt thấy được trời xanh, thấy được không gian rộng,
thấy được biển mênh mông, thấy được núi sừng sững, thấy được rừng thâm u đáng sợ, thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên. Mình là ai? Đó, mình có những cái tư tưởng đó, tức là lúc bây giờ mình có sự sống. Còn mình làm đủ thứ chuyện hết á, làm giàu rồi, rồi có danh có vọng này nọ kia, rồi có tình cảm đủ thứ hết, mà không có thưởng thức được từng phút từng giây của sự sống thì coi như sống trong mộng, coi như sống trong mộng là mình nói theo lý luận. Rồi một phút giây nào đó mình tự nhận được sự sống của mình, mình mới thấy rõ hồi trước tới giờ quả thật là mình sống trong mộng. Bây giờ mới thực sự sống. Cái sự sống nó có trong từng tế bào, từng cơ quan, mắt thấy, tai nghe, một thực thể đang hiện hữu. Lúc bây giờ mới thật sự mình sống. Cho nên những vị mà nhận ra được rồi đó thì người ta nói bây giờ người ta mới được tái sanh, còn hồi trước tới giờ là sống trong mơ. Cho nên có cái câu là sống sai chết ngủ. Đó. Nói như vậy để làm chi? Để thấy mình tu rất là hời hợt. Và nếu như mình tu giỏi thì rất là hạnh phúc. Chứ không phải tu giỏi rồi tự nhiên có nhà cao cửa rộng, không phải vậy. Một người mà chạy xe ôm, một người đạp xích lô, một người đi bán da chai, mà nếu như biết tu thì cũng cảm thấy đời rất là hạnh phúc, không có gì khổ sở đối với những người đi xe hơi ở nhà lầu đó. Vì sao? Vì người ta đi xe hơi ở nhà lầu nhưng mà tâm người ta rất là bận rộn với cái chuyện bảo vệ tiền của, bảo vệ tình cảm, bảo vệ cái gì đó đủ thứ hết á. Còn mình á, khỏe ru. Cứ đi làm, có ít, có nhiều ăn nhiều. Bữa nào mua được, bán được thì có tiền nhiều, ăn thêm gì đó. Còn không có thì cứ cơm, rau, no bụng. Cái gì đó, nghe có cái câu là người quân tử ăn chẳng cần no, đêm năm canh nằm an giấc, ngáy o o, đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ. Quý vị thấy hạnh phúc không? Đâu có cần phải ở nhà cao cửa rộng. Hồi nãy tôi đi tôi thấy có mấy cái villa rất là đẹp, cao, nhiều tầng, rộng rãi, mênh mông. Tôi nghĩ cái nhà này chắc là dán với nhìn nhện ở trước. Tại vì sao? Vì một gia đình giỏi lắm là 10 người thôi. Mà cái nhà mấy chục phòng thì còn dư bao nhiêu phòng để làm gì? Dán với nhìn nhện ở. Và nếu dán với nhìn nhện ở thì mình phải làm gì? Một là mình mướn người lau dọn, hai là mình phải tự lau. Thì như vậy mình là chủ hay mình là tớ của cái nhà? Tự nhiên hồi nãy đi thấy mấy cái villa rất là đẹp, khởi nghĩ trời đất ơi, có một hay hai người ở trong đây còn nhiêu để làm gì ta? Vậy đó, rồi cất lên cái nhà đó rồi phải suy tính, rồi phải bảo trì, rồi phải tốn tiền để mà đắp vào nó nữa, thì tiền đâu, phải nai lưng ra làm. Rồi tối ngủ mấy tiếng đồng hồ à, còn bao nhiêu thì phải tính công việc nữa. Thì cái sự hưởng thụ của một cái nhà đẹp đó có được bao nhiêu không? Không, mà cái mình đổ vô càng lúc càng đổ vô, cứ đổ vô hoài mà không có thưởng thức được cái gì từ cái nhà đó hết á. Chỉ có cái đứng xa nhìn thấy đẹp và so cái nhà mình với cái nhà kia, rồi thấy hình như nhà mình cũng chưa bằng nữa. Bây giờ phải làm sao? Tính nữa. Quý vị thấy khổ không?
Rồi. Rồi à. À, rồi còn tới cái đoạn này nữa nè. Lược bài chỗ thấy càng hẹp để nhắn bảo với người sau, nếu chẳng sạch lòng kiêu căng thì thật khó xoay tránh. Lòng kiêu căng này không phải là mình cảm thấy mình hơn người, mình giàu hơn người, mình giỏi hơn người, nhưng mà lòng kiêu căng này là tự thấy mình có một cái gì đó nó hơn người, cái gì đó mình cũng chưa có biết nữa. Tại vì sao? Vì giàu thì mình cũng không giàu hơn ai, mà giỏi thì mình cũng không giỏi hơn ai, nhưng mà có một cái gì đó nó hãnh diện, nó kiêu căng. Và như vậy thì đồng thời, đồng sanh thời tượng quý, các bậc thánh dần xa, Phật pháp sanh lờn, nhiều người nhiều giải đãi. Hễ mà tâm của mình sanh kiêu căng như vậy thì càng lúc càng xa với Phật, xa với thánh. Phật này ở đâu? Nếu là Phật Thích Ca thì Ngài xa mình lâu lắm rồi, nhưng mà Phật này ở đâu? Dạ, Phật là sự tỉnh giác của mình đó. Hễ mình khởi tâm kiêu mạn là mất cái tâm tỉnh giác rồi, tức là Phật thánh dần xa. Mà hễ Phật thánh dần xa thì tâm giải đãi, cảm thương than thở, lòng quá xót xa, đâu thể lặng im, lần lượt răng nhắc cho nhau. Đây là tổ nhắc mình đó nha. Rồi. Chính người xuất gia là cất bước cao xa, tâm hình khác tục. Bây giờ nói tới người xuất gia. Ở đây có cư sĩ, nhưng mà chữ xuất gia nó có tới ba nghĩa lận. Thứ nhất là xuất thế tục gia, thì mấy vị này xuất rồi. Xuất tam giới gia, xuất phiền não gia. Quý vị có muốn xuất phiền não gia không? Có không? Có. Vậy là vô đây ngồi học được rồi đó, đồng một lớp được rồi hen. Rồi tới thứ ba là xuất tam giới gia. Tam giới là gì? Nãy vừa nói rồi, tham, sân, si. Quý vị có muốn xuất gia, xuất ba cái đó ra không? Có không? Có. Vậy thì được hen, học chung lớp được. Người này thì hơn một cái là xuất thế tục gia, còn quý vị thì chưa xuất thế tục gia, nhưng cả hai vẫn đều muốn xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Rồi. Bây giờ có cái vị nào mà hôm đó mới vừa xuất gia đó không? Có không? Có học không? Có phải không? À, bữa trước hả? Xuất gia, có nghe bài kệ xuất gia không? Thấy chưa? Ai xuất gia cũng cái lúc mà cạo tóc đó, cũng được đại chúng đọc cái bài kệ đó đó, nhưng mà lúc đó tâm mình mắc xúc động cho nên không có nghe. Thì giờ ngồi xuống đi, con nói lại cho nghe. Và nếu như các vị cư sĩ cũng muốn xuất phiền não gia, xuất tam giới gia thì nghe luôn. Mặc dầu mình chưa có xuất thế tục gia, nhưng mà ở thế tục vẫn tu được. Thiện tai đại trượng phu. Thế đây là câu này là câu chung. Còn nếu như nữ nhân thì nói là thiện tai thiện nữ nhân, năng liễu thế vô thường. Thiện tai là sao? Hay lắm, giỏi lắm. Người nữ nhân này lành lắm, biết được thế gian là vô thường. Khí tục thú nê hoàng. Khí tục tức là xả bỏ cái thế tục. Thú tức là hướng về, nê hoàng là âm của chữ niết bàn, hướng về niết bàn, bỏ thế tục để hướng về niết bàn. Niết bàn này ở đâu? Niết bàn ở đâu? Ở đâu?
Đi tới đâu để gặp Niết Bàn? Qua Ấn Độ hả? Niết Bàn là một trạng thái tâm lặng hết các cái niệm khởi. Mà niệm đó là dục, là mong muốn cái này cái kia, tính toán cái này cái kia. Và những cái đó nó lặng xuống hết, chỉ còn một tâm lặng lẽ thôi, đó là Niết Bàn. Như vậy bây giờ tâm quý vị có tính cái gì không? Có không? Có không? Không tính. Như vậy quý vị có nghĩ là mình đang ở trong Niết Bàn không? Không tính, nhưng mà quý vị vẫn rõ biết. Tại vì cái năng lực của tâm là cái rõ biết. Mà hãy mình tính á, thì nó mất cái ngay tại đây và bây giờ, mất cái điều đang nghe cô nói. Còn quý vị không tính thì cô nói quý vị nghe rất rõ. Như vậy là quý vị có đang ở trong Niết Bàn không? Có cảm thấy tâm phiền não chỗ nào không? Có cảm thấy một cái trạng thái con người của mình nó rất là quân bình, có không? Tâm Niết Bàn. Khí tục tức là bây giờ không tính toán nữa. Thế tục, thế gian thì hay tính toán, đúng không? Bây giờ giờ này, ngày hôm nay quý vị vô đây thực tập tu Bát Quan Trai, tức là đang tu bỏ, không có đeo tràng hoa, không có sức dầu thơm, không có ăn phi thời, đúng không? Rồi không có ăn thịt cá. Như vậy là quý vị thực tập tu theo như một người xuất gia một ngày. Khí tục đó, từ bỏ thế gian đó, từ bỏ cái thế đời, hướng về Niết Bàn, cho tâm được thanh tịnh. Công đức nan tư nghị. Công đức tức là quý vị có thấy được cái an lạc của một ngày ở trong chùa không? Của một ngày mình tu trong chùa không? Công đức. Nếu như về nhà mình có còn cái an lạc đó không? Mới về một chút á, thì cái năng lượng nó còn. Con nó có mè nheo gì đó thì cũng còn chịu được. Mà hãy 3-4 ngày sau thì thôi lu bu quá, mất tiêu cái an lạc rồi. Thì như vậy mình thấy cái công đức của một ngày tu khó nghĩ bàn, tức là kiếm lại không có được. Rồi. Đó là cái bài kệ mà bữa cái lúc mà xuất gia được nghe đó. Lúc đó thì tâm nó xáo động, bởi vì xúc động cho nên không có nghe ha, bây giờ kể đó. Và trượng phu ở đây không có phải là, nghe chữ phu mình tưởng là người nam, thực ra không có phải là người nam, mà bất cứ ai có cái tâm cao thượng, phát cái tâm cao thượng thì người đó là người trượng phu. Chứ đừng có nghe nói tới phu cái tưởng đâu đàn ông, không có phải. Mỗi con người thì có cái nhân duyên khác nhau, có cái nghiệp báo khác nhau, nên không có ai giống ai. Và hoàn cảnh sống cũng vậy, không ai giống ai. Bậc đại trượng phu là người người hiểu được nhân duyên, như vậy mới bỏ cuộc đời để mà hướng đến Niết Bàn. Thì Phật tử dù chưa bỏ cuộc đời nhưng mà vẫn có hướng tâm đến Niết Bàn chưa? Có rồi mới có mặt ở đây ha. Chứ còn không có là đi tiếp tục ở nhà làm gì đó, không biết. Và cái thành công của người thế gian là kiếm được nhiều tiền, có một cái địa vị trong xã hội. Nếu như nhỏ mới lớn lên thì học hành đỗ đạt và có một cái vị trí làm lương cho nó khá khá nữa ha. Còn cái phong thái của người tu là cái phong thái buông bỏ để cho cái tâm được an lạc. Thành ra dù quý Phật tử vẫn còn ở trong công việc làm, nhưng ít nhất một tháng hay là một tuần lễ buông bỏ một ngày chủ nhật để hướng về Niết Bàn, mà hướng cái an lạc của Niết Bàn.
Như vậy là không mất phần. Tại vì bây giờ mình cũng còn ở trong thế gian, còn chưa có nói đến mấy cô mà xuất gia rồi. Nhiều khi ở thiên đường e cũng phải thường điên. Có không? Có thường điên không? Có gây lộn nhau không? Có cãi cọ nhau không? Có phiền não nhau không? Coi chừng ở thiên đường e cũng phải thường điên. Phật tử người ta ở ngoài, người ta lao sao thì chuyện đó không nói. Còn vô chùa rồi mà tâm không yên thì có chừng mình lộn trở ra rồi đó nghe. Chỉ có cái đầu khác thôi chứ tâm trở lại thế gian rồi đó. Rồi tới lúc mà cạo tóc. Cái bài kệ cạo tóc là hủy hình thủ khí tiết, cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thệ độ nhất thế nhân. Hủy hình tức là phá bỏ cái hình của cái người đẹp đi. Người đẹp là tóc phải dài, rồi môi son, má phấn, rồi kẻ chân mài, rồi dáng lông mi, rồi gì nữa, rồi quần là áo lụa. Còn bây giờ mình không có cái đó, đầu thì trọc bon, mình không có cạo chân mày, nhưng mà bên không biết Nam Tông hay Nguyên Thủy gì đó, có cái chỗ người ta cạo chân mày tút luốt luôn, chứ không phải như vẽ đậm đà như bây giờ đâu. Bây giờ chẳng những vẽ mà còn sao nữa, xăm. Ồ, xăm hai cái cục đen thui luôn. Tới hồi vô chùa rất là khó coi. Hồi xưa vẽ bằng viết chì thì muốn vẽ là vẽ, muốn bôi thì bôi, còn bây giờ xăm là thôi không có bôi được đó. Thì hủy hình tức là người tu phải bỏ cái hình hài đẹp đó đi. Nhưng mà cạo đầu rồi nó có cái đẹp của người cạo tóc không? Cái đẹp này không phải là cái đẹp gợi cảm như người thế gian, mà cái đẹp này người ta nhìn, người ta phải kính nể. Vì sao? Vì nó không có gợi cảm. Cho nên nhìn rất là kính nể. Nó có cái uy nghi riêng. Đó. Thủ khí tiết tức là giữ cái khí khái xuất gia của mình. Rồi từ từ cô sẽ nói về cái khí khái xuất gia của cái khí khái của một người xuất gia. Cắt ái tức là hình hài thay đổi rồi nha. Dây ái thì cũng phải cắt. Nói như vậy không có nghĩa là mình bất hiếu với cha mẹ. Nhưng mà bây giờ cha mẹ vẫn còn khỏe, mình đi vô chùa tu. Để rồi đến một lúc nào đó cha mẹ già yếu, nếu như anh chị em mắc bận rộn với công việc thì mình có thể về mình lo được. Ai làm có tiền đem đây, tôi lo cho cha mẹ cho. Có không? Chuyện này có. Mấy ở nhà bệnh cái kêu mấy cô ở chùa đó về nuôi. Chứ ai đồng nuôi. Mấy người kia thì ta mắc đi làm. Ta đi làm, ta đem tiền đưa cho cái cô đó của nuôi mẹ mình. Cái cô sư đó. Thì như vậy là nói cắt ái. Ái là sự buộc ràng, còn tình thương và bổn phận thì không có cắt. Bổn phận của một người con đối với cha mẹ vẫn đầy đủ, nếu cần mình vẫn có thể lo lắng. Còn cái ái tức là trời ơi bỏ cha mẹ đi buồn quá, khổ quá, chuyện gì đó khóc lóc rồi cắt được cái ái đó rồi vô chùa cột cái ái khác. Có không? Có ái thầy ái bạn không? Trời huynh đó dễ thương lắm, kết với huynh đó rồi lo cho huynh đó. Ôi huynh đó ngủ mà trời mưa không hay á, mình đi ra lấy đồ vô giùm, mà đồ đại chúng thì không lấy, lấy một mình đồ của huynh đó thôi. Có không? Đây là dây ái buộc ràng nha. Cắt cái dây kia rồi cột cái dây nọ vô đó. Mình thấy trời mưa huynh đệ ngủ, lấy thì lấy hết. Tại sao? Tại vì mọi người đều ngủ. Tại sao mình không lấy? Mình chỉ lấy có một mình cái người kia mà mình để ý thôi. Thì đây là coi chừng
coi chừng dây ái buộc ràng. Từ sở thân, tức là từ giả, cái chỗ thân yêu, cái nhà, ngôi nhà thân yêu của mình. Xuất gia, tức là ra khỏi cái nhà thế tục đó để mà học Phật và gìn giữ giáo pháp của Đức Phật. Bắt đầu nha. Nhớ nha, khi quý vị học Phật là để chi? Để gìn giữ giáo pháp của Đức Phật. Mà muốn gìn giữ không phải chỉ là thuộc bài thôi, mà còn phải thể nghiệm được những gì mình đã học mới có kinh nghiệm truyền trao. Chứ còn chữ nghĩa bây giờ nó nằm trong sách, nó nằm trên mạng, vô Google gõ là nó ra đầy đủ hết. Nhưng mà đọc có thấy tới cái tầng sâu thẳm của tâm hồn không? Chỗ này mỗi người tu mới thấy. Thì mình có kinh nghiệm, mình sẽ chia sẻ cho người sau. Đó mới là hoằng thánh đạo nha. Hoằng tức là mở rộng ra, làm cho nó rộng ra, giữ gìn nó, làm cho nó rộng ra. Và độ nhất thế nhân, tức là tất cả, tất cả đều độ hết, chứ không riêng gì cái người mình thương, mà cũng không riêng gì gia đình mình. Và động cơ xuất gia chính là quý kính tam bảo, phát tâm bồ đề, lập nguyện, lập hạnh, muốn xuất gia để tiếp nối và mở lớn con đường của chư Phật đã đi. Sau đó thì nguyện độ tất cả mọi người. Và chính từ cái nguyện đó mà mình mới có thể dứt trừ những việc ác, làm những việc thiện lành. Bởi vậy cho nên cuối cái thời khóa chúng ta có cái bốn câu nguyện. Nguyện gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Cái mình nói trời ơi, mới vô tu mà dám thệ nguyện độ chúng sanh sao nổi, sợ quá. Sợ không? Trước khi mình độ chúng sanh bên ngoài, mình phải độ chúng sanh nơi mình. Chúng sanh nơi mình là gì? Là những niệm khởi đó. Những cái niệm đó cũng chia ra làm 12 loại, giống như chúng sanh bên ngoài. Loại noãn sanh, loại thai sanh, loại thấp sanh, loại hóa sanh, loại có tưởng, loại không tưởng gì gì đó, đủ thứ hết, 9 loại phải không? 9 loại hay 12 loại vậy đó. Thì mình phải độ những cái chúng sanh đó, nhưng mà phân ra để cho mình biết, để so sánh với chúng sanh bên ngoài thôi. Còn nói chung nó là vọng tưởng, phải không? Đó, nói chung là vọng tưởng. Thành ra biết vọng thì không theo. Như vậy là mình độ chúng sanh chưa? Rồi nha. Rồi, độ được chúng sanh rồi, còn lại cái gì? Chúng sanh nó lặn hết rồi, còn lại cái gì? Còn cái năng lực biết đang sờ sờ đó. Nó là ai? Còn là ai nữa? Còn ai vô đây nữa? Đúng không? Thì chính do cái nguyện, mình nguyện, cho nên mình mới làm. Mà mình nguyện như vậy là mình nguyện trước Phật, trước đại chúng. Do đó cái năng lực đó nó rất là lớn, nó thúc đẩy chúng ta đi theo con đường đó. Và cái nguyện này nó chính là một cái lực, một cái lực, một cái sức. Cái sức này nó gia trì chúng ta đi theo con đường đó hoài, không có thay đổi. Còn nếu như chúng ta không nguyện thì vui làm, buồn không làm, có không? À, cho nên quý vị Phật tử nó kêu quy y đi, thôi đâu cần quy y, tôi hồi nào giờ cả đời tôi đâu lúc nào tôi cũng làm lành, không có làm gì ác, khỏi cần quy y. Khỏi cần quy y thì cũng được, nhưng mà người ta rủ uống rượu uống không? Uống. Huynh đệ
bạn bè lối xóm rồi, ôi bữa nay vui lắm anh uống chung đi, nói riết rồi cũng uống. Còn nếu như quy y thì mình nhớ không uống rượu, không uống rượu, nhất định không uống rượu, tại vì tôi đã hứa với Phật rồi không uống rượu. Bây giờ nếu như uống một chung cũng được, mà thất hứa với bạn thì được, còn thất hứa với Phật sợ lắm, cho nên không uống. Thì chính cái lời nguyện đó giúp mình đi trong con đường lành và từ từ trở thành bậc thánh. Như vậy thì ai thấy người xuất gia là đẹp? Quý Phật tử có thấy người xuất gia đẹp không? Như vậy quý Phật tử là bậc trượng phu. Tại sao? Mình là trượng phu mình mới thấy người ta đẹp. Còn mình là tiểu nhân thì mình đâu có thấy đẹp. Đúng không? Cái gì nó có hạt giống trong người mình mới nhìn theo cái hướng đó. Quý vị thấy điều này đúng không? Đúng. Đây nói là đẹp là trong cái nhìn của mình, chứ không phải là đẹp mà cô này đẹp hơn cô kia, không phải, mà đẹp chung ở cái tướng người, ở cái sự đoan trang của một con người, ở một cái sự đơn giản của một con người. Và người xuất gia không có nghĩ là mình thất bại, mình thất tình, mình thất chí mình mới đi tu. Thực ra thì có những người trẻ mà họ đi tu đó là vì họ có cái nhìn sớm hơn mình về cuộc đời vô thường, về cuộc đời khổ. Họ sợ, họ không muốn tiến thêm nữa trên cái con đường đó, mà họ muốn quẹo vào cái con đường có Phật chỉ để họ đi cho chắc ăn. Còn cái đường kia không có ai chỉ hết, tự mình mày mò đi trong lúc lên lúc xuống, gọi là lúc lên bờ lúc xuống ruộng á. Tức là lúc được, lúc mất, lúc thành, lúc bại. Còn nếu như đi theo con đường mà Phật chỉ á, là không có lúc nào thành, lúc nào bại hết, mà luôn luôn là một con đường bằng phẳng. Vì sao? Vì chúng ta sống trong sự tỉnh giác thì không bao giờ làm sai, mà không làm sai thì không gặp quả báo xấu. Mà nếu như giữ sự tỉnh giác hoài thì càng lúc trí tuệ càng phát triển, mà trí tuệ phát triển thì con người thăng hoa, cuộc sống thăng hoa, làm cái gì cũng đúng, nhận định cái gì cũng không sai. Quý vị thấy, có thấy con đường mà Đức Phật đã đem cái ngọn đuốc trí tuệ của mình soi sẵn cho mình đi là sướng không? Sướng. Bây giờ quý Phật tử mặc dầu còn ở ngoài thế gian, còn làm việc thế gian, mà có cây đuốc trí tuệ của Đức Phật soi đường cho mình thì mình cũng vẫn biết đường đi và không bị quả báo xấu. Và những cái gì xấu đến với chúng ta cũng có trí tuệ để giải quyết, để vượt qua. Đúng không? Đó. Như vậy là cả hai, nếu trang bị một cây đuốc trí tuệ của Đức Phật thì đều được an lạc, được niết bàn như nhau. Và đừng có nghĩ là, cái này là cái nghĩ chung của rất nhiều người, mà thứ nhất là ở phương Bắc, người ta nghĩ là đi tu là không có danh vị vì gì ở trong xã hội hết, cho nên không có cho con đi tu. Có rất nhiều em người Bắc đi vô xin tu, thích tu lắm, mà rồi gia đình bắt về, đem xe, bao xe ra, chở về, nhất định không cho tu. Nó khóc, nó nhịn ăn, nó quyết định, nó tu. Vì sao? Vì gia đình nói, công tao nuôi mày tới đây rồi, cho học, rồi bây giờ không có chịu làm việc để cho có danh gì với xã hội, mà đi tu, làm một cái người đầu trọc ăn xin. May là bây giờ mình không có ôm bát đi khất thực à, chứ nếu mà có ôm bát đi khất thực nữa thì người ta còn, có nhiều gia đình ta còn không chấp nhận cho con đi tu, đi khất thực giống vậy nữa.
Đó, thì có phải như vậy không? Có phải đúng là người tu là người không có danh vị gì với núi sông không? Đúng, không có danh. Tại vì sao? Vì danh chính là bản ngã, là thật hay là ảo? Nó còn hoài không? À, lúc nào làm thì ta kêu bằng ông ha, còn hết làm thì sao? Anh đó là Mai à. Mấy cái thằng cha đó hồi đó đó, vậy đủ thứ chuyện hết á, có không? Đó, tùy theo cái mình như thế nào, người ta thay đổi cái danh xưng. Còn đối với quý thầy quý cô thì một chữ từ đầu đến cuối, thầy cô, không có thầy. Trừ khi nào người đó làm gì bị lột y lột áo thì mới người ta mới thay đổi cái chữ danh xưng. Còn hễ mà vẫn còn ở trong chùa, vẫn tu đàng hoàng, dù tu giỏi tu dở tu chậm tu mau gì cũng là thầy, cũng là cô, thì mình không nói danh. Nhưng mà đi con đường này nó không có lên bờ xuống ruộng. Đúng không? Cái danh từ bây giờ đó là lên bờ xuống ruộng. Không cần địa vị, không cần địa vị trong xã hội. Nhưng mà trong xã hội, nếu nói quân, sư, phụ, tức là trên là vua, kế là thầy, dưới thầy là cha, thì thầy với cô ở giai đoạn nào? Chính giữa, dưới vua thôi, mà trên cha, đúng không? Cái đó là cái giai cấp mà hồi xưa đến giờ nhà nho người ta sắp như vậy đó. Quân, sư, phụ. Quân là vua, mình không có vua thì là nhà nước, nhà cầm quyền ha. Rồi tới chư sư, rồi mới tới cha. Như vậy có địa vị trong xã hội không? Không nói có mà tự nó vẫn có chỗ. Mình không nói, mình đâu có kiếm đâu, mình chỉ đi tu thôi chứ đâu có kiếm cái chỗ đó là cái chỗ đó là tiến sĩ hay là gì. Không, chỉ đi tu thôi. Và bởi vì chúng ta vô chùa tu mà thứ nhất là không có nếm được cái pháp vị, cái vị của pháp học thôi. Đừng khoan nói tới pháp hành hả. Quý vị học có nắm rõ giáo pháp của Đức Phật đi từ đâu đến đâu không? Đi từ đâu đến đâu? Trước nhất là hồi xưa mình chưa học thì mình lầm, mình sai, mình khổ. Bây giờ học tuy chưa nhiều nhưng mà thấy mờ mờ chưa? Thấy mờ mờ con đường chưa? Rồi sửa đổi bớt chưa? Được an lạc bớt chưa? Có. Như vậy là nếm được chút xíu rồi đó. Còn nếu như ai nếm được nhiều hơn nữa thì mở trí ra và an lạc theo đó tràn vào nhiều hơn. Hãy cái tâm trí mình mở ra bao lớn thì an lạc theo đó mà nó tràn vào. Còn hãy tâm trí mình cứ bóp chặt hoài, chấp thủ bao nhiêu đó thôi thì không có bao an lạc. Tại vì chấp tức là đóng kín cái cửa tâm hồn rồi, thì làm sao mà an lạc nó vào? Làm sao mà tình yêu có chỗ len lỏi vào để cho chúng ta cảm thấy cuộc đời này hạnh phúc, cuộc đời này đáng yêu? Quý vị thấy không? Có chiêm nghiệm được chỗ này không? Quý vị học ít thôi, nhưng mà mình nên chiêm nghiệm để mình nếm được cái gọi là pháp vị nha. Chứ còn học đi vô học cho đầy hết giờ rồi đi về, về rồi chữ trả lại cho thầy cô, trả lại cho sách vở, không còn cái gì ở trong tâm mình để mình chiêm nghiệm hết thì uổng và buồn nữa. Rồi như vậy thì cứ đòi đi tới chùa hoài, mà đòi đi tới chùa hoài mà sao không có thấy được cái gì hết, thì đây chính là không thực hành, cho nên không nếm được pháp vị. Đó là mới pháp học thôi nha. Còn pháp hành thì pháp hành chỉ mình gì? Phải thường phản quan tự kỷ, tức là trở lại với chính mình,
Trở lại là sao? Mình cứ lo tính toán chuyện A, chuyện B, chuyện C, chuyện con, chuyện cái, chuyện làm giàu, chuyện đất, chuyện đai, chuyện tiền bạc, chuyện tình cảm, chuyện hôn nhân, tang tế gì đủ thứ hết. Lúc nào cần tính thì tính, lúc nào không cần tính thì thả nó ra, để cho mình thoải mái coi sao mà nó cứ ở trong đầu đầy đặt hoài. Có không? Đó, thì đây chính là pháp hành. Quay trở lại mình mới thấy đầu mình sao mà nó chật cứng. Ngay cả những người mà bị làm việc nhiều quá mà gọi là bị stress đó, tức là căng thẳng quá, buông đi, coi như mình chết đi. Hít thở thật sâu, buông hết mọi chuyện, cho mọi chuyện nó biến bay theo hơi thở đi. Rồi đi chơi hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là đi dã ngoại, hay là dẫn gia đình đi chơi gì đó một vòng đi, bỏ hết mọi chuyện đi cho nó thư giãn ra, thì hết stress không? Bớt. Giả như cái lúc mà mình stress quá rồi nó đứt gân máu, hết có biết được, không còn làm được chuyện gì nữa thì sao? Công chuyện cũng bỏ. Thôi bây giờ mình chưa có bị tới cái đó, bỏ công chuyện đi để duy trì cái mạng sống của mình. Cái nào quý hơn? Tiền quý hơn hay là mạng sống quý hơn? Nếu chết rồi thì tiền về đâu? Con cái nó giành giật, chia tam chia tứ, rồi nó không phải là mồ hôi của nó, cho nên nó xài phí rồi cũng mất hết, tiêu hết. Thành ra mình phải quý trọng sự sống của mình mà buông bỏ bớt những gì không cần thiết, hoặc là thấy đủ rồi thì buông. Bản chất của chúng ta là tham, cho nên biết tham thì buông đi. Buông để chi? Để duy trì, kéo dài. Người xưa người ta nói là ăn ít no dai đó, nhớ không? Ăn nhiều thì mau đói. Ủa sao lạ vậy hả? Cái đó mình tự chiêm nghiệm trong cuộc đời. Được chưa? Rồi, kỳ tới sẽ nói thêm về công đức xuất gia ha. Giờ chúng ta nghỉ.